Đây là một chiếc máy được mệnh danh là ông hoàng đường phố, đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ đông đảo các anh chị vừa chơi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cũng như là tìm một con máy để đi chơi, du lịch nhưng vẫn phải mang hiệu năng cao, chất lượng hình ảnh tốt. Mình có thể can thiệp sâu vào hệ thống màu cũng như là có những bộ lọc màu đẹp. Ricoh GR3 làm được rất tốt về vấn đề này. Những chiếc máy Ricoh GR3 sẽ có hai phiên bản chính, đó là Ricoh GR3 và Ricoh GR3X. Thì hai phiên bản này có gì khác nhau? Thứ nhất là Ricoh GR3 sẽ có tiêu cự lens sẽ là 28mm trên full frame, gồm có 3 màu chính. Màu đen là màu tiêu chuẩn, màu gris là màu xám, màu BRI đó là màu xám bạc, và thêm một phiên bản cao cấp nhất của GR3 đó là phiên bản HDF, máy sẽ là màu đen. HDF á, nó là cái filter để mà làm cái ánh sáng nó trở nên mơ mơ mộng mộng, rồi xốp nhẹ, thì đó cũng là một cái giúp cho cái hình ảnh của chúng ta mộng mị hơn. Và một option thứ hai là GR3X. Thì với con GR3X á, sẽ có tiêu cự là 40 trên full frame, sẽ gồm có là hai màu, màu xám và màu đen. Vào phiên bản nữa là HDF thì máy cũng sẽ là màu đen, nhưng mà mình sẽ có thêm cái bộ lọc làm xốp ánh sáng và làm hiệu ứng ánh sáng, cho nên mơ mơ màng màng sẽ đẹp hơn. Chủ yếu những con máy này sẽ cùng một cái thiết kế, chỉ khác những option cũng như là màu thôi. Nếu mà cô chú anh chị muốn tư vấn về một con máy để đi chơi, du lịch, hiệu năng cao, chất lượng, có thể lựa chọn dòng Ricoh GR3 này. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Nếu như mình có câu hỏi gì về Ricoh, có thể comment bên dưới. Em sẽ tư vấn cho mình từng dòng.